xin chào anh chị và các bạn thân mến vâng hôm nay thì chun sẽ cùng với anh chị và các bạn đi trả lời cái câu hỏi làm thế nào để chúng ta quay được một cái video ưng ý à, cách quay ra làm sao và sử dụng công cụ như thế nào và cuối cùng thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu một số những cái lưu ý trong quá trình chúng ta quay video dễ gặp phải để đạt một cái kết quả tốt nhất trong quá trình làm video rất hy vọng rằng video này sẽ giúp ích được cho anh chị và các bạn và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào à, cái nội dung chính trong video ngày hôm nay Vâng thưa anh chị và các bạn thân mến. Cái việc đầu tiên chúng ta cần phải làm đó chính là chuẩn bị một cái kịch bản nội dung tốt cho cái chủ đề chúng ta muốn chia sẻ trong video. Và để làm được thì chúng ta chuẩn bị theo 6 bước. Đầu tiên là chúng ta có cái lời mở đầu về cái chủ đề của chúng ta. Thứ hai là chúng ta à, lời giới thiệu về bản thân chúng ta. À, thứ ba là chúng ta gì? nói với à, khán giả của chúng ta rằng À, nếu như khán giả theo dõi cái video này thì khán giả sẽ nhận được một cái kết quả gì để họ tiếp tục theo dõi video của chúng ta thứ uh, tư đó chính là chúng ta uh, chia sẻ cái nội dung uh, chính của cái video chúng ta thì gồm ba cái vấn đề chính uh, chúng ta cần quan tâm đó là thay vì chúng ta nói sâu về sản phẩm thì chúng ta gì chia sẻ về uh, là cái sản phẩm đó là dùng cho những ai À, và à, tiếp theo thì chúng ta là trao cái giá trị và chúng ta đưa ra những cái giải pháp cho khách hàng để giúp họ giải quyết được lỗi đau à, khi mà người ta à, đang gặp phải và tiếp theo thì chúng ta thì đưa ra à, những cái à, hướng dẫn à, để họ giúp họ học và thực hành và cuối cùng là chúng ta đưa ra những cái lời kêu gọi để giúp cho à, à, khán giả theo dõi chúng ta để tiếp tục chia sẻ những cái video à, tiếp theo và đó là những cái vấn đề mà chúng ta cần lưu ý trong quá trình chúng ta làm một cái kịch bản Chúng ta viết rõ ràng ra để chúng ta gì là làm video được tốt hơn Và bên cạnh đó thì chúng ta còn chia sẻ lên rất nhiều những cái mạng xã hội khác thông qua cái kịch bản đó Vâng thưa anh chị và các bạn Việc thứ hai mà chúng ta cần phải chuẩn bị đó chính là về công cụ quay và cách quay như thế nào À, như anh chị cũng đã biết để có một cái video chất lượng thì chúng ta cần phải quan tâm đến vấn đề âm thanh ánh sáng và hình ảnh à, về hình ảnh thì chúng ta à, cần à, đầu tiên đó là một thiết bị quay hình ảnh đó là một chiếc điện thoại hoặc nếu như anh chị có máy quay máy ảnh thì càng tốt thì chất lượng hình ảnh nó càng sắc nét hơn và à, khi dùng điện thoại thì à, đa số chúng ta hiện nay là dùng điện thoại thì chun sẽ có một số những cái lưu ý như thế này à, đầu tiên thì anh chị em mình sẽ gì? À, quay ngang màn hình, giống như em Chun đang quay chia sẻ với anh chị và các bạn là ngang màn hình là cái thứ nhất để chúng ta thấy rằng là bên cạnh chúng ta có cái không gian hơn thay vì chúng ta à, quay dọc đúng không ạ? Chúng ta quay dọc thì nó sẽ là giúp cho cái cái không gian của chúng ta sẽ bị bó hẹp lại, nhìn video nó sẽ rất là xấu. Đấy. Và tiếp theo thì khi trước khi quay thì anh chị và các bạn chú ý đến cái mắt camera chúng ta cần phải lấy cái một cái khăn và chúng ta lau cái mắt camera đi để nó tránh bị mờ hoặc là cái cái vân tay của chúng ta nó cầm vào thì nó sẽ mờ cái 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 hình ảnh đi tiếp theo thì anh chị chú ý là khi quay thì chúng ta cần có một cái thiết bị chân quay như thế này để chúng ta gì gá nó vào để chúng ta quay nó được cố định hơn À, để hình ảnh chúng ta được cố định giống như em chun đang quay với anh chị, anh chị nhìn là nó sẽ được cố định à, cái cái vị trí. Đấy, anh chị nhìn là là, là khi mà quay là chúng ta sẽ để như thế này nó sẽ rất là cố định cái chân quay của chúng ta. Và đây là một trong những cái sản phẩm chai bót, à, hiện tại trên thị trường rất là à, ngon bổ rẻ và tiện lợi, chúng ta có thể mang đi mang lại rất là à, là gọn đút vào túi sách hoặc là ba lô vân vân thì chúng ta đều có thể là chinh chiến ở khắp mọi nơi được và đây là một cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời. mà Em Chun muốn giới thiệu với anh chị và các bạn để chúng ta gì à, sử dụng trong quá trình làm video. À, ngoài thị trường hiện nay thì có rất nhiều các cái chân máy quay rất là là ngon và đắt tiền. À, tuy nhiên thì với cái tư vấn của em Chun thì anh chị nên sử dụng những cái 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 thiết bị nó ngon bổ rẻ như thế này thôi. À, trong cái thời điểm ban đầu còn nếu như anh chị nào có điều kiện thì lên mua những cái chân máy quay nó nó vip hơn nhưng làm sao nó phải tiện lợi như thế này à, ví dụ như ở đây thì anh chị thấy là cái chân máy quay này nó được kẹp rất là chắc chắn ví dụ như em cầm như này đấy em 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 gật như này mà nó không rơi đúng không ạ nó kẹp rất chặt và thậm chí thì anh chị nhìn này nó có thể ở đây nó có trục 360 độ nó có thể quay 360 độ đấy nó có thể quay 360 độ được Đấy, để giúp cho chúng ta có thể quay tinh chỉnh được khắp nơi, có thể gật gù, gật lên, gật xuống này, có thể ngửa ra, đúng không ạ? Có thể quay trái, Đấy, có thể quay phải, đúng không ạ? Đấy rất là tiện lợi. À, ở đây nó có một cái nút chỉnh và ở đây có một cái mắt camera để chúng ta gì nhìn vào để chúng ta xem hình của chúng ta đã cân đối hay chưa, Đó. và hơn thế nữa thì nó có thể là kéo dài khoảng là gần một mét, đúng không ạ? tầm khoảng 1 mét đấy anh chị có thể selfie ở bất cứ mọi nơi đâu để chúng ta quay phim chụp ảnh và bên cạnh đó thì cái gậy tripod này nó có thể là à, giữ cái độ cân bằng của nó với ba chân rất chắc chắn bằng làm bằng nhựa cao cấp rất chắc chắn nha anh chị nhé chúng ta hoàn toàn yên tâm khi sử dụng cái thiết bị này đó. và anh chị thấy là chúng ta cố định vào và chúng ta có thể nâng cao lên đấy rất là tiện lợi và nó làm được ở đây thì cái cái ở chỗ này thì nó làm bằng sắt chống dỉ rất là tốt rất là 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 chắc chắn, Đấy. rất là tiện lợi và bên cạnh đó thì nó có một cái remote tức là bộ điều khiển chúng ta có thể kết nối với bluetooth của điện thoại để chúng ta gì điều khiển từ xa khi chúng ta đi quay phim chụp ảnh một mình đó, rất là thuận lợi và nó có cả cái chân sạc đây là cái chân sạc của nó. À, cho cái bộ điều khiển này là nó hoàn toàn không dùng pin nên chúng ta sẽ là à, không sợ bị lỗi hay bị hỏng hoặc hết pin nha anh chị nhá thì đây là một cái chiếc gậy tripod em muốn giới thiệu với anh chị và các bạn lên sử dụng để chúng ta sử dụng tiện lợi hơn trong quá trình chúng ta quay phim và trong khi quay thì chúng ta gì, à, nếu như chúng ta cầm điện thoại không ấy, thì anh chị thấy nó sẽ rất là mỏi tay nhưng nếu như chúng ta cầm một chiếc gậy như thế này thì chúng ta có thể là ban bàn ngang. Khi quay anh chị chú ý là ban ngang thì chúng ta ban từ từ thôi Nếu như chúng ta đưa vèo một cái thì mắt người xem cũng sẽ phải là xem theo Và nó sẽ khiến cho người xem rất là là nhanh bị mỏi mắt Và ức chế thần kinh thì sẽ dễ bị thoát ra khỏi video à, Anh chị ban ngang thì chúng ta ban từ trái qua phải Hoặc là từ phải qua trái nhưng đi từ từ Hoặc nếu như anh chị ban tòa nhà Ban một cái tòa nhà ấy À, nó cao tầng thì chúng ta lên ban dọc tức là chúng ta đưa tin à, ban dọc lên Đấy, chúng ta đưa đưa từ từ lên quay từ dưới lên thì nó sẽ là to còn quay từ trên xuống thì nó sẽ thành nhỏ Đấy. thì thường là chúng ta sẽ quay từ dưới lên để cho là à, chủ thể được nổi bật hơn à, đó là một số cho những cái lưu ý mà trong quá trình à, quay hình ảnh thì em em, em à, chia sẻ cùng với anh chị và các bạn à, ngoài ra thì chúng ta phải chú ý đến cái tỷ lệ vàng nữa anh chị để ý là hiện tại em chun đang ngồi ở một uh, má bên trái hoặc là bên uh, nếu như anh chị là bên phải chẳng hạn thế thì anh chị để ý là uh, chúng ta ngồi lệch sang một bên bên trái hay bên phải đều được miễn là chúng ta ngồi lệch sang một bên thì nó đạt đúng cái tỷ lệ vàng và anh chị nhìn ở bên phải uh, hoặc bên trái nó có một cái màn hình giống hoặc những cái thiết bị như này thì nó sẽ giúp cho cái khung hình của chúng ta cân đối hơn và bên trên đầu thì anh chị không nên là để nó sát cái ống kính quá như thế này Nếu để sát quá thì cảm giác như đầu chúng ta bị cắt Nên chúng ta phải để làm sao trên đầu nó có một cái không gian thở Để cho là cái cái khoảng không ở trong một cái video chúng ta nó được tốt hơn và nhìn nó đẹp hơn Được không ạ? Và khi ngồi thì chúng ta ngồi cách xa khoảng 1 mét trở ra Thay vì là chúng ta ngồi gần như thế này thì mặt chúng ta sẽ to à, lùm lùm như thế này thì sẽ rất là xấu Thì chúng ta ngồi xa ra ít nhất là khoảng cách từ 1 mét trở ra thì giúp cho là 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 cái hình ảnh chúng ta sẽ được vừa tầm hơn anh chị và các bạn nhé thì đấy là một số những cái lưu ý và khi mà làm khung hình ở trên YouTube thì nó nó sẽ là uh, uh, 1280 nhân với 720p uh, còn nếu như uh, HD thì nó là 1920 1080 còn nếu như anh chị làm trên Facebook thì chúng ta làm ở khổ vuông tức là 900 x 900 hoặc là chúng ta uh, à 1200 nhân 1200 là khổ vuông thì xem ở trên điện thoại nó mới lại hợp đẹp hơn. À, và trong quá trình làm thì uh, Chun anh chị nào có thắc mắc thì có thể inbox trực tiếp cho Chun, Chun sẽ hỗ trợ anh chị và các bạn về cái khung hình được kỹ hơn. Về cái background ấy, về background thì chúng ta tức là cái nền đằng sau của chúng ta thì anh chị chú ý là nó có hai loại nền, một là nền mộc, nền mộc là nền giống như em Chun đang chia sẻ với anh chị và các bạn nó hoàn toàn là thật và thực tế. Và anh chị chú ý là khi thiết kế những cái nền mộc ấy, thì anh chị và các bạn là để ý là chúng ta phải có những cái màu nó tối màu giống như của em chun như màu gạch này. Đó, bình, bình thường là em mua cái xốp trắng, xốp trắng như ở bên này thì về là là chúng ta quay phim nó sẽ bị phản sáng và nó sẽ bị chói bởi vì nó sáng quá. À, khi kết hợp với đèn và chính vì vậy là em đã mua một hộp sơn về thì em sơn nó lên thì nó thành cái màu à, màu màu giống như màu gạch này. Thì anh chị để ý là chúng ta phải mua những cái giấy dán tường hoặc những cái màu nền nó tối màu thì giúp cho hình ảnh của chúng ta nó sẽ được đẹp hơn và thậm chí là trong cái phòng làm việc chúng ta có những cái màu bàn như màu gỗ như thế này nó cũng sẽ giúp cho là 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 cái nền background của chúng ta nó tối đi một chút À, thì nó sẽ bắt mắt, bắt hình ảnh hơn, nó sắc nét và đẹp hơn. Nha anh chị và các bạn chú ý nhé. Còn thứ hai này chúng ta là nền nhân tạo, tức là chúng ta có thể là à, quay ở đằng sau chúng ta, chúng ta ngồi trước một cái vải à, kỳ vông xanh, tức là một cái vải xanh một màu hoặc là màu vải là một màu là màu đen hoặc màu trắng hay là màu à, đỏ vân à, vân. thì chúng ta sẽ xóa được cái lền màu đó đi và chúng ta ghép với một cái lền background khác thì được gọi là À, chúng ta đang là gì nhân tạo à, chúng ta sẽ tự tạo ra những cái nền background chúng ta ghép bản thân chúng ta tách khỏi à, chúng ta tách khỏi cái người chúng ta ra khỏi cái nền đó và chúng ta gì ghép để biến chúng ta ngồi ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới này đều được thì đó là à, cái cách thứ hai là chúng ta à, tạo cái nền background khác tức là tự tạo Đấy, thì có hai cái loại nền background như vậy và anh chị chú ý tiếp theo là về âm thanh âm thanh thì anh chị lên lựa chọn những cái bối cảnh làm sao nó tránh nơi ồn ào, láo nhiệt, à, ồn quá nhiều tạp âm dẫn tới người nghe sẽ gì bị ức chế thần kinh và người ta nghe nó không được nhập tâm thì dẫn tới người ta chẳng hiểu gì trong câu chuyện của chúng ta. À, do vậy là chúng ta phải hết sức chú ý về cái vấn đề tạp âm à, và à, nếu như anh chị ngồi trong một cái phòng kín giống như em Chun đang chia sẻ cùng với anh chị và các bạn thì chúng ta sẽ gì? là không cần phải dùng những thiết bị mic thu âm mà chúng ta chỉ cần là dùng một chiếc điện thoại quay trực tiếp cái âm thanh của của không gian phòng là ok rồi. Nhưng nếu phòng chúng ta ồn hoặc là chúng ta đang ở một môi trường ở ngoài trời nó ồn nào thì chúng ta cần một cái thiết bị mic thu âm. Và ngày hôm nay thì em Chun cũng giới thiệu với anh chị và các bạn một cái chiếc mic thu âm rất là ngon, bổ rẻ và chất lượng mà đã cung cấp cho rất nhiều anh chị em trong group của chúng ta, à, trong cái cộng đồng của chúng ta. Đó chính là chiếc mic Boza M1. Anh chị có thể mua bất kỳ lấy đâu Hoặc là bên em Chun đều có cung cấp Cho anh chị và các bạn à, Là hàng chính hãng và chất lượng cao Đó chính là à, cái mic này Nó có dây dài 6 mét Để chúng ta có thể di chuyển ở, à, Các vị trí khác nhau à, Và à, nó có thể kết hợp được với Máy quay, máy ảnh, máy tính vân vân Và mic này là mic cài áo Giống như em Chun đang cài ở cổ áo đây Thì anh chị nghe cái chất lượng âm thanh Nó sẽ rất là ok Nếu như trong phòng chúng ta bật điều hòa hoặc là máy lạnh hoặc là quạt thì nó đều có thể lọc âm rất là tuyệt vời và cái bộ điều khiển này thì khi sử dụng với điện thoại thì anh chị và các bạn chỉ cần gạt xuống chế độ là dùng chế độ ập smartphone là nó sẽ thu trực tiếp mà không cần pin ở trong cái bộ chuyển đổi này và khi dùng với máy quay với máy ảnh thì anh chị gạt lên chế độ camera là chúng ta sử dụng được ngay nên đây là một chiếc mic ngon bổ rẻ và chất lượng rất thuận tiện trong quá trình chúng ta thu và lọc âm ở trong và ngoài trời trong nhà hoặc ngoài trời để giúp cho chúng ta có một cái chất lượng âm thanh tốt nhất còn nếu như anh chị dùng ở ngoài thị trường hiện nay có rất nhiều cái dòng mic đắt tiền và không dây nhưng nếu như anh chị nào có chi phí thì chúng ta sử dụng thì được thì là càng tốt còn nếu như chúng ta chưa có chi phí chúng ta lên sử dụng những cái dòng mic ngon bổ rẻ này để chúng ta gì có một cái chất lượng âm thanh tốt hơn và và tiết kiệm chi phí và, và anh chị có thể dùng những cái 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 mic như thế này nó cài ở cổ áo thì âm thanh nó mới to còn nếu như chúng ta dùng những cái mic điều hướng đặt ở một hoặc 2 mét thì âm thanh nó vẫn bị loãng cái tạp âm vào thì nó vẫn chưa chất lượng bằng cái mic như thế này. Và cái cái thứ ba là chúng ta quan tâm đến vấn đề ánh sáng. Về ánh sáng thì anh chị hình dung là khi quay đấy, nếu như ở phía trước em đây là một chiếc đèn hoặc thay vì ở ngoài trời anh chị quay thì là ánh sáng mặt trời chẳng hạn thì chúng ta phải lựa cái mặt trời nó ở hướng nào thì chúng ta phải để điện thoại ở hướng đó, nó phải thuận chiều với ánh sáng thì mặt chúng ta được ánh sáng chiếu vào thì nó mới sáng và nó mới đẹp Đấy, thì giống như là trên đây là ánh sáng ở trên cao thì cái điện thoại em để nó là xuôi chiều với ánh sáng và nó hướng về mặt em thì như vậy anh chị và các bạn là là sẽ quay được cái cái khuôn mặt của mình và không cái hình ảnh của mình được đẹp hơn bên cạnh đó anh chị có thể nếu như ở trong phòng có thể dùng một cái đèn hỗ trợ khác từ phía bên má bên à, phải này chúng ta đánh vào để cho là ánh sáng của chúng ta được được đều hơn đó thì về về ánh sáng còn nếu như khi mà à, quay ở ngoài trời anh chị là lên quay buổi sáng hoặc buổi chiều thì ánh sáng nó đỡ bị chói hơn là buổi trưa buổi trưa là ánh sáng mặt trời nó chiếu thẳng luôn đâm ra là ánh sáng nó sẽ bị chói quá Đấy, hoặc là phòng nó tối quá thì anh chị cần những cái đèn livestream để hỗ trợ ánh sáng được tốt hơn và nhớ là à, quay thuận chiều ánh sáng nha anh chị nhé Cái 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 điện thoại chúng ta phải quay thuận chiều ánh sáng Vâng và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một số những cái lưu ý trong quá trình quay video để chúng ta đạt một cái kết quả tốt nhất à, khi mà chúng ta làm video anh chị nhé à, Cái việc đầu tiên là chúng ta gì ở trên điện thoại chúng ta nó có một cái chức năng là à, máy bay à, chúng ta trước khi quay chúng ta hãy bật mở cái chức năng à, máy bay lên để chúng ta quay video nó không bị gián đoạn nha anh chị và các bạn nhé à, không có là khi mà anh chị đang quay video tự nhiên có một cú điện thoại đến là coi như là cái quá trình chúng ta quay là là cốc cốc hết là nó sẽ tự ngắt cái chế độ quay phim là mất video của chúng ta sẽ rất là 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 phiền phức cái thứ hai là chúng ta gì là sẽ phải quay thử Chúng ta trước khi quay chúng ta quay thử xem rằng là cái video của chúng ta âm thanh mic nó đã nhận chưa rồi âm thanh ok không rồi là à, ánh sáng ok không hình ảnh đã ngon chưa đấy chúng ta phải test thử đi không có là quay rồi nói một trang xong quay lại là à, âm thanh ánh sáng vẫn chưa ok cái lại quay lại rất là mệt đúng không ạ à, và tiếp theo là chúng ta sẽ đi à, là chú ý đến cái vấn đề là à, zoom màn hình nếu như ngày hôm nay anh chị và các bạn À, quay ở trong nhà và để với một chiếc chai bot như thế này à, cố định thì chúng ta sẽ không sợ bị rung màn hình nhưng nếu như anh chị đang đi ở ngoài trời mà anh chị cầm cứ cầm tay như thế này thôi đúng không? rất nhiều anh chị là quay cầm à, và đưa tay thì đưa vèo 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 này thì nó sẽ rất là rung màn hình có à, những cái cách chống rung thứ nhất là anh chị mua những cái gậy chống rung đắt tiền hơn một chút tầm khoảng triệu rưỡi hoặc 2 triệu bây giờ sẽ có một cái gậy chống rung dành cho điện thoại à, thứ hai là anh chị và các bạn à, có thể là à, dùng cái gậy chai bot này nhưng khi đưa chống rung thì chúng ta gì đưa từ từ thôi Đấy, chúng ta hạn chế hoặc là chúng ta gì à, quay ngắt cảnh tức là quay chỗ này và xong chúng ta lại quay sang chỗ kia để ngắt cảnh. Còn nếu như anh chị quay cố định mà chúng ta đứng một chỗ để chúng ta à, nói chuyện thì nó lại không cần thiết lắm. Còn nếu như mà à, cái cách thứ hai là anh chị hãy dùng những cái chiếc điện thoại Samsung S9 hoặc S10 hoặc dòng lốt à, hoặc là iPhone thì chúng ta sẽ gì sẽ chống rung điện tử được. Tức là cái điện thoại nó có cái chống rung điện tử thì chúng ta sẽ hạn chế được phần nào video nó bị rung. Bởi vì khi video rung thì dẫn tới là khách hàng xem sẽ khán giả xem sẽ rất bị 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 trừ khó chịu về, về 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 vì mắt người ta phải đưa theo chúng ta nên sẽ rất là là là, là nhanh mỏi mắt và dẫn tới là dễ thoát khỏi video nhanh chị nhé và cái lưu ý tiếp theo là à, trong quá trình làm nên thì anh chị em mình không nên ngồi đọc kịch bản bởi vì chúng ta đang rèn luyện cái kỹ năng để chúng ta làm video À, và chính vì thế chúng ta hãy à, chia sẻ một cách tự nhiên à, theo những cái gì chúng ta suy nghĩ và cái câu chuyện của chúng ta nó sẽ được tự nhiên hơn thay vì là chúng ta ngồi đọc thì mắt chúng ta cứ chằm chằm chầm chầm, nhầm, chầm vào một chỗ thì dẫn tới nó sẽ gì à, sẽ mất đi cái vẻ tự nhiên và khi chia sẻ thì chúng ta cần phải à, có sự nhấn nhá À, to rõ ràng để cho người nghe không phải nghe lý nhà lý nhí hoặc là à, ví dụ chúng ta chia sẻ thì nó cứ đều 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 tăng 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 và nó cứ làm cho người ta dễ bị buồn ngủ khi mà theo dõi video đúng không ạ và tiếp theo để chúng ta à, khi quay video thì chúng ta là mắt nhìn vào cái mắt camera à, anh chị để ý nhé cái mắt camera rất là quan trọng đây nhiều anh chị quay camera sau thì chúng ta cứ nhìn vào cái, cái khoảng giữa của camera thôi đâm ra là nó sẽ bị lệch pha cảm giác như bị lệch mắt à, nên chúng ta tập trung phải nhìn vào cái mắt camera nếu như quay camera trước thì anh chị đừng nhìn vào cái khung hình của chúng ta được quay ở đây mà chúng ta gì hãy à, nhìn vào cái mắt camera đây này nó ở phía trên của cái điện thoại Đấy. cứ mắt camera ở đâu thì anh chị nhìn vào đó thì nó sẽ dẫn tới không bị lệch pha lệch mắt và nhìn nó sẽ rất là không thiện cảm khi mà khách khán giả người ta xem tức là người ta nhìn thì phải đối diện với người ta đúng không ạ chúng ta nhìn vào mắt camera tức là nhìn đối diện với họ nếu như chúng ta nhìn lệch ví dụ nhìn lệch như thế này thì anh chị thấy là em đang nói chuyện với anh chị sẽ nhìn thấy nó gần như là đang không nói chuyện với anh chị có đúng không ạ đấy thì rất là 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 hơi hơi buồn cười một chút là chỗ đó và tiếp theo là khi anh chị nào mà dùng cái key phong xanh để mà tách nền video để ghép với một cái nền background khác ấy, thì chúng ta là phải tách làm sao cho nó sạch không có là cái viền người của chúng ta nó sẽ bị lem nhem lem nhem, nhem, nhem nhìn nó sẽ rất là xấu nếu như tách không được sạch và cái nền background thì ở đằng sau ấy, thì chúng ta cũng cố gắng làm sao chúng ta ghép với cái hình nền nó nó đẹp và nó có chiều sâu một chút thay vì chúng ta ghép những cái hình nền ở đằng sau cái background ở đằng sau nó là chuyển động ví dụ như chúng ta như kiểu là đang ngồi nhưng mà lại đang ngồi trên trên suối chẳng hạn suối chảy hoặc là ngồi ở trên không trung nhìn nó sẽ không có thật một tí nào hết thì nó không không hiệu quả nó không chính xác và và à, cái nền background cũng vậy là chúng ta ghép làm sao cho nó hợp và hài hòa nó có chiều sâu nó hút hồn một tí thì sẽ rất là đẹp và hợp với bối cảnh của chúng ta đúng không ạ Ví dụ ngày hôm nay em chia sẻ về công nghệ thì em đang ngồi bên cạnh em là toàn máy tính với máy ảnh, máy quay rồi mic thu âm vân vân đúng không ạ? Thì nó sẽ rất là hợp Còn nếu như chúng ta chia sẻ về một cái sản phẩm lông sản nào đó thì chúng ta đứng ở một cái vùng quê hoặc một cái thiên nhiên nào đó nó trù phú thì nhìn nó rất là hợp đúng không ạ? Đó là lựa chọn bối cảnh rất là quan trọng Và có một cái lưu ý tiếp theo đó là khi mà làm video thì chúng ta lên có một cái lộ trình chủ đề xuyên suốt về một cái lĩnh vực về một cái uh, sản phẩm, về một cái dịch vụ, về một ngành nghề, về một cái mà chúng ta đang uh, đam mê chia sẻ thì chúng ta chia sẻ có một cái lộ trình theo một chủ đề xuyên suốt để giúp cho khán giả chúng ta uh, tiện theo dõi từ A đến Z hơn thì họ mới cảm nhận và sau đó thì họ mới chuyển đổi uh, cái cái uh, theo cái mong muốn của chúng ta, đúng không? ạ Có rất nhiều anh chị hiện nay là sử dụng những cái uh, hiệu ứng video rất là 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 nhiều và dẫn tới là video nó cứ lòe loẹt và nó mờ mờ nhân ảo và khiến cho người xem cảm giác là không thật và không tập trung được cái câu chuyện của chúng ta. À, chúng ta lên à, dùng những cái hình ảnh tĩnh để à, giúp cho khách khách hàng à, à, tập trung hơn vào cái 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 câu chuyện của chúng ta. hoặc nếu như anh chị dùng những cái hiệu ứng thì chúng ta dùng những hiệu ứng nó nhẹ nhàng một chút. còn trừ khi chúng ta làm những cái bộ phim hành động hay gì đó thì chúng ta hãng sử dụng những hiệu ứng mạnh thì nó sẽ hợp hơn trong quá trình chúng ta làm video. thêm một cái lưu ý nữa là trong quá trình chúng ta làm video thì anh chị và các bạn chú ý là nhạc nền không được là quá to hơn là cái lời chúng ta chia sẻ. bởi vì nếu như nhạc nền quá to thì khán giả nghe sẽ rất là là khó nghe cái giọng của chúng ta chia sẻ và À, bị nhạc nó áp chế hết rồi đâm ra là nó không tập trung được vào câu chuyện và không hiểu gì về câu chuyện của chúng ta thì dẫn tới là nó không hiệu quả trong quá trình làm video và 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 cảm nhận được cái giá trị mà chúng ta trao cho họ và cái điều cuối cùng mà em chun muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay đó chính là à, anh chị và các bạn lên à, khi mà à, chèn text vào đây thì chúng ta lên chèn cái chữ nó vừa phải thôi nó gọn nhẹ thôi không có là chữ nhiều anh chị sẽ để nó quá to nó, nó át cả cái hình ảnh và khuôn mặt của chúng ta trong video thì cảm giác là sẽ rất là xấu và nó rất là 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 không 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 gọn gàng thì chúng ta chú ý đến phần tích nha anh chị nhé đấy là một số những cái lưu ý trong quá trình sử dụng thì em chun muốn chia sẻ cùng với anh chị và các bạn trong quá trình làm video nếu như anh chị nào mà À, có những cái gì khúc mắc thì à, hoàn toàn có thể liên hệ với trung quần để à, hỗ trợ giúp đỡ trong quá trình làm video được tốt hơn và xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo.